Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cái máy nhiệt BT210 này với cái phần mềm ký ức Việt trên cái hệ điều hành Android. Thì ngoài ra nó còn kết nối được những cái phần mềm như là sổ bán hàng nè, tính tiền TV nè và một số cái phần mềm khác nữa. Những bạn nào mà muốn mua máy in này á thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn sử dụng sơ nha. Ok, thì đây là cái máy in nhiệt BT210. Máy này kết nối với cái điện thoại hoặc là máy tính nha các bạn. Kết nối với điện thoại thì qua Bluetooth, còn kết nối với cái máy tính thì qua cáp USB nha các bạn. Cái máy này thì không sử dụng mực, nó in nhiệt nha các bạn. Khi mà các bạn mua máy bao gồm là một cuộn giấy nè, một cục sạc và một cáp sạc, một sách hướng dẫn và một cái đĩa driver để các bạn cài trên máy tính hoặc laptop nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn giấy in nha. Thì một tay trỏ các bạn để vô cái khớp ở đây ha, một ngón tay cái các bạn chịu lại ở đây và các bạn dùng ngón tay trỏ các bạn bật nó lên là nó sẽ lên nha. Những bạn nào mà mở sai nó sẽ bung cái thanh này ra ha. Rồi giấy thì các bạn để như thế này ha. Đó, các bạn để về cho nó lồi ra xíu. Rồi các bạn lấy hai tay các bạn đóng xuống, những bạn nào mà để ngược thì in nó không ra mực nha. Rồi, khi mà các bạn mới mua máy in về thì các bạn tháo cục pin đây ra nè. Bên mình có sử dụng cái miếng dán này để mình dán cái cách nhiệt lại, cách điện lại á, để cho nó không có ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển nha các bạn. Ok, bây giờ các bạn bấm cái nút nguồn nè, các bạn mở máy lên ha. Và đồng thời bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in tờ giấy test ra để biết cái máy nó có hoạt động tốt hay là không nha, khi mà nó gặp sự cố nha. Rồi bây giờ bạn tắt nguồn nè. Các bạn bấm hai nút cùng lúc, nó kêu tiếng bếp hai cái, các bạn buông ra nè, nó sẽ in ra tờ giấy in test nè. Đây là thông tin của máy nha các bạn, tên máy in nè, này là version máy in nè. Rồi ở đây là cái tên Bluetooth nè và cái mã pin nè, 4 số 0, khi mà các bạn ghép đôi trên hệ điều hành Android á. Rồi đây là dung lượng pin nè, để các bạn biết các bạn sạc lại nè nha. Rồi đây là thông tin sơ về cái máy in. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái hệ điều hành Android để các bạn in cái hóa đơn trên cái phần mềm ký ức Việt nha. Rồi bây giờ các bạn mở cái Bluetooth lên nha. Rồi bây giờ các bạn mở Bluetooth lên và chúng ta ghép đôi với cái máy in này nha. Rồi cái tên là MTB2 nè, 4911 nè các bạn, hồi nãy ở trong cái tờ giấy in test nó có. Các bạn click vào đây ha, các bạn ghép đôi, nhập 4 số 0 vào. Rồi ok, ghép đôi. Khi mà nó nhảy lên đây á là thành công nha các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta mở cái phần mềm kết việc lên nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối máy in nha. Các bạn vào chỗ dấu ba gạch ở trên nè. Rồi cài đặt. Rồi chúng ta bật cái máy in lên nha. Chọn máy in nè, chốt cộng ở đây nè các bạn, thêm máy in. Loại máy in các bạn clip vào chỗ cái này nè các bạn. Loại máy in nè, để mình chọn cái loại máy in nha. Ở đây á các bạn có thể chọn BT280 nè hoặc là BM02 nè. Để mình chọn thử cái BT280 cho các bạn xem nha. Tại vì nó là cái dòng cao hơn của thằng BT210 thôi. Mình đặt tên tùy ý nha các bạn. Ở đây các bạn chọn vào cái MTB2 4911 nè, để nó kết nối nha. Rồi các bạn bấm kết nối nè. Các bạn lưu ý cái chỗ này giúp mình là chọn mẫu trước khi in nè các bạn. Các bạn bật nó lên nha, để các bạn có nhiều cái mẫu in á thì các bạn có thể lựa chọn để các bạn in nha. Dạng như là cái máy in khổ K80 á thì các bạn chọn khổ K80, còn máy này á K5758 thì các bạn chọn K5758 thì các bạn in cho nó phù hợp, nó ra nó không bị mất chữ nha. Ok, bây giờ mình ra mình in thử nè. Rồi mình sẽ lấy một cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Ở đây nè các bạn bật lên nó sẽ hiện cho các bạn chọn nè, mẫu mặc định cho mobile nè. Đó, mình sẽ chọn này thử ha. Đây các bạn ha, đó, cái hóa đơn nó in ra như vậy. In lại tờ nữa nè. Đây các bạn ha,
Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái khổ kia mình in thử cho các bạn xem. Cái khổ kia là do mình tự mình set lại, mà tự mình code lại, tự mình cài đặt luôn nha các bạn. Hình như nó da sẽ bị lệch một bên đó, do mình thiết lập để cho in cái máy wifi đó các bạn. Tại thì cái khổ này là các bạn do mình in để mình thiết lập để mình in cho cái khổ giấy in máy in wifi bên mình. Đó, khi mà máy in wifi bên mình nó in nó cái khổ K80 thì sẽ bị lệch một bên, thì mình sẽ cài đặt cho những cái bạn nào mà in cái khổ wifi này ha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.